À, còn quay sang một vấn đề khác cũng được quan tâm nhiều trong những dịp nghỉ lễ đó chính là tình hình giao thông quý vị biết rằng là mỗi khi có những cái dịp nghỉ lễ thì bao giờ tình hình giao thông ở những khu vực cửa ngõ hay trên những tuyến đường quốc lộ cũng xảy ra tình trạng đông đúc hơn à, như ngày hôm qua trên tuyến đường cao tốc pháp vân cầu rẽ thì rất nhiều người dân cũng phản ánh rằng mặc dù à, tuyến đường cao tốc thì vận tốc cho phép là 100 km trên giờ nhưng người dân cũng chỉ di chuyển được với ngưỡng khoảng tầm 50 đến 60 km trên giờ mà thôi và đó cũng là tình hình chung tại rất nhiều những tuyến đường tuyến phố ở trên khắp cả nước và theo cục cảnh sát giao thông bộ công an thì trong hai ngày nghỉ lễ Dỗ Tùng Vương là ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 4 thì trên cả nước cũng đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông là 52 vụ tai nạn giao thông làm chết 21 người và 31 người khác cũng đã bị thương. Tính riêng trong ngày mùng 10 tháng 4 thì đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến chết 10 người và 17 người bị thương. Trong ngày mùng 9 tháng 4 thì có 27 vụ tai nạn giao thông làm chết 11 người và 14 người bị thương. Trong ngày mùng 10 tháng 4 thì lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của địa phương cũng đã kiểm tra xử lý 4.738 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 5,68 tỷ đồng, tạm giữ 18 xe ô tô, 607 xe mô tô, tước 403 giấy phép lái xe các loại.